Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ của tin tức là 7 giờ sáng giờ của california <laughs> và như thường lệ mỗi buổi sáng thì chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu chủ yếu là đề tài được mở rộng hơn hy vọng rằng quý vị ngày hôm nay sẽ có những đề tài mà quý vị quan tâm thay vì là thời sự trong tuần mà chúng ta vẫn thường thảo luận thì bây giờ trong ngày thứ bảy chủ nhật thì cái ngày được xem là đề tài mở rộng hơn mong quý vị sẽ có những ý kiến khác nhau và trước khi đi vào các đề tài mà quý vị đưa ra thì uh, trước hết là phong nhắc lại cái tạp chí quốc phòng phong đã nhận lên cả hàng trăm cái email uh, để mà đặt rồi thì uh, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều nhưng mà cho phong từ đây cho tới ngày mai phong sẽ cho quý vị biết tất cả những chi tiết và email và reply cho quý vị do đó thì nếu quý vị nào đang nghe chương trình thì từ đây tới ngày mai thì quý vị sẽ nhận được email của ở bên cái uh, tnp channel để báo cho quý vị biết về tất cả những chi tiết về tạp chí quốc phòng và như thường lệ thì cái tạp chí này sẽ ra hàng tháng và bắt đầu từ tháng 3 và bốn màu à, tức là tạp chí màu và nếu quý vị nào mà muốn order thì quý vị có thể liên lạc về với trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để mà có thể đặt cái tạp chí quốc phòng này chủ yếu là nhắm về tình trạng quốc phòng ở á châu thái bình dương và ấn độ dương để quý vị có thể biết được những biến cố xảy ra tại đây tương quan quân sự giữa các phía cũng như là những vũ khí của các phía đó là cái thông báo của phòng à, cảm ơn rất là nhiều rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần gọi là đọc comment của quý vị nha ok rồi chương trình đặc biệt của anh rất là hay anh phong ơi cảm ơn rất là nhiều và cái chương trình đó thì tôi đã cho lên trong xa ta trong buổi khuya hôm nay tức là buổi sáng ngày hôm nay tuy nhiên sở dĩ tôi làm chương trình này là chủ yếu là để cho các cháu ở trong việt nam hiểu hơn và đừng có tung hô một cách bừa bãi với những cái biệt danh mà cái đám báo chí ở trong nước nó dẫn các cháu thôi Cho nên là và thứ hai nữa là tôi muốn cho các cháu biết là tại sao các cháu không có biết được những chuyện của quá khứ Thì à, cái bài nói chuyện này là chủ yếu là cho các cháu biết Và thứ ba là để cho các cháu biết nghệ sĩ, chính trị hay là chính trị với đời sống đều liên quan tới nhau Chứ không thể nào tách rời ra được hết nha Rồi à <laughs> Ok, ok, lướt qua một số những cái, uh, uh, code, uh, ok Trang Twitter của chú Phong tên gì, con theo dõi được không chú? Thì chú vẫn là TNP Channel, có điều là mà cả gần một năm nay chú không có lên Twitter Và hình như là hai năm rồi, hai năm hơn rồi Tại vì từ cái ngày mà ông Trump bị cấm á, thì chú đã không còn sử dụng Twitter Thì cái, cái chương mục đó vẫn còn nằm ở đó, nhưng mà chú không dùng chủ yếu là bây giờ mới quay trở lại Facebook thôi có thể thời gian tới chú sẽ trở lại Twitter nha <laughs> Ok ở Việt Nam có đặt mua được không anh Phong không Tại vì tôi không có gửi về Việt Nam lý do là Cộng sản Việt Nam sẽ không cho nhập cảnh những cái sản phẩm về văn hóa về chữ nghĩa về báo chí là cản sợ Cộng sản Việt Nam dứt khoát cấm cho nên tôi không có gọi gửi về Việt Nam nha rồi <laughs> rồi lướt qua Ok à vì sao nato không cho cho ukraine giờ mướn vũ khí mà lại cho luôn về anh như vậy không công bằng với đài loan no đài loan còn được cả hơn cả nato cả cả hơn cả cái, cái 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 ukraine nữa bây giờ đó tại vì ukraine được tặng những cái vũ khí này nhưng mà cuối cùng đó họ không phải là một trong những cái đối tác quan trọng của hoa kỳ so với lại đài loan okay? và đài loan được cấp tính dụng quân sự đài loan giống như do thái cho nên cái tư thế của Ukraine nó khác với tư thế của Đài Loan nha. Yeah. <laughs> Tôi ở Hilton muốn mời anh đi uống cà phê chào anh Có thể ngày mai có giờ rảnh à, Sau khi mà trả lời tất cả những cái email Thì có thể Phong sẽ mời một số khán giả Hilton ra Beo le uống cà phê Tại vì từ ngày về tới giờ ở đây không Không bước chân ra Beo le luôn Cho nên có thể là ngày mai à, ghé ra Beo le làm đi cà phê Để gặp gỡ tất cả khán giả ở Hilton nha yeah. Làm thẻ căn cước cơ mỗi người đóng 25 ngàn 100 triệu dân thì nó hốt bao nhiêu tiền Thật sự quý vị Cái lúc cái tiền tôi không nghĩ là bao nhiêu cả 25 000 thì trả là bao nhiêu cả Ở bên đây đó Mà quý vị mà đi làm một cái thẻ căn cước Tức là không phải là cái thẻ bằng lái nha Thì quý vị cũng tốn gần 20 đô la rồi Cho nên số tiền đó tôi không nghĩ là nhiều Có điều Cái thẻ căn cước mới này của quý vị Là quý vị sẽ bị giám sát chặt chẽ luôn Bởi vì trong đó có con chip theo dõi Quý vị đi đâu nó cũng biết hết Quý vị ở chỗ nào nó cũng biết hết Do đó thì quý vị cẩn thận Ở bên Mỹ thì không có chuyện này đâu Ở bên Mỹ là dứt khoát là chính phủ không thể kiểm soát quyền đi lại của người dân Nhưng mà ở Việt Nam đó con chip đó là nó kiểm soát quyền đi lại của quý vị đó Ở trong cái, cái thẻ căn cước đó nha Rồi tiếp tục <laughs> Nếu video quốc hội ngày 6 tháng 1 được công bố rộng rãi, à, những người bị bắt có được giải quan hay hay được thả không? Chưa biết được, tùy theo họ nộp đơn kháng án như thế nào. Tùy theo họ nộp đơn kháng án và những chánh án đã từng kết án bây giờ có dịp coi lại tất cả những video mà bị che giấu, thì có thể họ rút lại bản án đó. Chưa biết được, phải coi vào trong cái uh, quan chánh án chứ không phải là dư luận. Dư luận có thể lên án về cái hành động của đảng dân chủ nhưng mà người quyết định vẫn là quan chức án nha. Rồi à <laughs> Cho em hỏi chuyện anh Tuấn Ngọc do ảnh nhìn màn hình hát quên lời hay bị cộng sản nó bắt sửa lời cảm ơn anh. Cái này tôi khẳng định với quý vị luôn, nó bắt sửa lời. Cái thằng cấp giấy phép nó bắt sửa lời, không thôi nó rút giấy phép nó không cho hát. Do đó thằng bầu xô phải thỏa hiệp. Thằng tổ chức đó, nó phải thỏa hiệp là nó nói hát bản này nhưng mà bỏ cái chữ Việt Nam đi thay vào chữ khác đi anh chính vì vậy mới có cái tình trạng này chứ không phải là Tuấn Ngọc quên lời mặc dù trong quá khứ Tuấn Ngọc đã từng có những cái khúc đang diễn giữa chừng bị đứng lại vì quên lời nhưng mà cái riêng cái bản này thì không phải như vậy do đó bây giờ vài bữa nữa mà anh Tuấn Ngọc mà anh lên anh giải thích mà anh quên lời đó là ảnh càng bị người ta lên án hơn chẳng thà ảnh lên ảnh nhận lỗi anh nhận lỗi là đã vi phạm cái đạo đức của nghệ sĩ Thì người dân còn và những người khán giả của anh còn tha thứ Còn bây giờ mà anh lên ảnh SQ Là anh quên lời đó Thì người ta còn lên án dữ dội hơn nữa nha Rồi tiếp tục à, cái Việc cộng cho hợp pháp cờ bạc có thể nhằm lôi kéo Người dân Việt Nam thay vì họ qua Campuchia nướng phải không anh Thứ nhất là nó thu thêm tiền Và thứ hai Sòng bạc này có phải là những hệ thống sòng bạc nổi tiếng trên thế giới tới việt nam mở không hay là chính tên những quan chức ở trong đó và thân nhân của nó mở để nó hút tiền quý vị và bây giờ mấy sòng bạc ở campuchia đóng cửa gần hết rồi đóng cửa gần hết rồi do đó nó nghĩ tới chuyện mà thu tiền cho cái guồng máy cai trị và làm giàu cho tên những tên quan chức nhưng mà quý vị mở ra sòng bạc hay là cho cá độ thể thao gọi là cá độ thể thao một hợp pháp đó nó giảm được cái tình trạng cá độ lậu không tôi bảo đảm với quý vị luôn nó không giảm ngược lại nó còn tăng hơn nữa do đó cái này mình nhìn thấy rõ ràng là gì quý vị cộng sản cuối cùng vì tiền chuyện gì cũng dám làm ngày xưa nó chửi những sòng bạc là đồi trụy bây giờ chính tụi nó đứng ra mở sòng bạc luôn thì quý vị thấy rồi đó tức là nó nó nhổ rồi liếm tôi gọi là nhổ rồi liếm là như vậy nha rồi tiếp tục à theo anh Phong tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam có thể kéo dài trong bao lâu Ba 30 năm tình trạng thất nghiệp này sẽ kéo dài 30 năm ít nhất là 30 năm và có thể lâu hơn nữa nha rồi tiếp tục vào wow. à là các bạn vào khá nhiều cho nên là tôi phải đi ra lại từng bước từng bước một chứ không thôi là mất hết tất cả những cái comment của quý vị tại vì nó đẩy lên mà ra xuống một cái nó đẩy lên một cái tôi chạy không kịp với quý vị luôn ok à ok Sài Gòn trước 75 đã tự sản xuất xe hơi đúng không ông chủ yes chiếc La Đà Lạt là do phía Việt Nam tự sản xuất nha từ chúng ta đã có từ trước đó rồi à <laughs> Sau 75 tội ác đốt sách quỷ hoại văn hóa miền Nam đó theo anh có thể vì vụ đốt sách chôn nho của tên bạo chúa Tần Thị Hoàng năm xưa không? Tội ác này à, à, có đi vào lịch sử nhân loại không? Thì đối với người miền Nam đây là một tội ác rất lớn. Cưỡng bức tất cả quân cán chính Việt Nam Cộng hòa nhốt đi tù khiến nhiều người đã phải chết nơi rừng thiên nước độc. Có những người đi tù về mười mấy năm về mang đầy bệnh hoạn trong người. Rồi cộng thêm cái cái trò gọi là đốt sách này. Không những là đốt sách mà đốt tất cả văn hóa phẩm luôn. Tất cả những tài liệu, tất cả những cái thước phim. Nó đốt hết. Nó đốt sạch hết. Và lúc đó, quý vị mà hát một bản nhạc à, tình ca của miền Nam đó. Làng bạn là nó cho công an tới cộng đầu luôn. Và các nghệ sĩ lúc đó là muốn được trình diễn là phải hát nhạc rõ Và phải phải gọi là đi lobby, đi vận động lắm mới được cái giấy phép hát còn đa số nghệ sĩ là bị cấm hát. 10 năm trời, hơn 10 năm trời nha. Rồi lúc đục wow à. Anh ok. Chính trị nó chi phối tất cả mọi mặt trong đời sống xã hội nó không muốn con người nó không muốn người dân hiểu chính trị, nó nói như vậy. Cảm ơn chú Phong. Ok. Thì chú nói với con á là nhiều đứa trẻ nó bị dẫn dắt là nghệ sĩ không liên quan chính trị nó liên quan rất mật thiết. Nó liên quan tới mức mà quý vị còn nhớ Võ Văn Kiệt phải gọi bà Phùng Há là mẹ nuôi không? Nó liên quan tới mức như vậy. Và nó chi phối hết luôn. Và cái chuyện mới nhất là Tuấn Ngọc đó. Và trước đó là chuyện của Chế Linh. Chuyện của Hương Lan bị cấm hát ở cái 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 cái, cái phòng hát nào ngoài Hà Nội. Nó chi phối hết luôn mình chỉ muốn cho mấy đứa nhỏ biết là đừng có nói là phân biệt nghệ sĩ với giới chính trị nghệ sĩ càng nổi tiếng là càng phải có thái độ chính trị có điều là thái độ đó chọn đứng về cái kẻ cai trị hay đối lập với kẻ đã cai trị thôi thằng nào đứng về phía kẻ cai trị thì nó bơm lên còn người nào mà đối lập thì nó tìm đủ mọi cách nó trục xuất ra khỏi đám đông do đó đừng nói với tôi là nghệ sĩ không chính trị chỉ là thái độ chính trị của họ như thế nào thôi tôi không nói là họ làm chính trị tôi chỉ nói là thái độ chính trị của họ thôi thái độ chính trị đó như thế nào đa số nghệ sĩ ở những quốc gia tự do dân chủ họ luôn giữ thái độ gọi là đối lập với kẻ với chính quyền đa số đa số quý vị để ý những nghệ sĩ mà được xem là nổi tiếng đó họ lại chọn thái độ đối lập với chính quyền chứ họ không chọn thái độ đi phù nịnh chính quyền còn nghệ sĩ trong Việt Nam thì tôi không biết, nó không định một cái là coi như cuộc đời nó chấm dứt luôn nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Nó muốn kiểm soát mọi hoạt động của con người, do đó nó mới đổi cái căn cước cho quý vị. Rồi à, silicon valley bank sụp đổ có phải ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ không? Không ảnh hưởng gì hết, tại vì cái silicon valley bank này nó chỉ tài trợ cho những công ty khởi nghiệp thôi. Và đồng loạt 42 tỷ Mỹ kim bị rút ra. Hơn 42 tỷ Mỹ kim thì nó sập là phải bây giờ cho bên mà nhảy vào cứu nó là cho bên đang đang gây quả đang gây quả đó, gây quả đó. Okay. cho nên tôi nói với quý vị đừng nghĩ rằng một cái ngân và silicon valley mới có mặt bốn chục năm thôi và cũng không nằm trong số 13 ngân hàng lớn nhất của nước mỹ tài sản tỷ giá của họ hai trăm 209 chín 209 tỷ so với boe so với wells fargo So với những cái ngân hàng lớn, 13 ngân hàng lớn của nước Mỹ Không có Silicon Valley Bank Tại vì 13 ngân hàng đó là nắm toàn bộ tiền của dân Mỹ ở cái quỹ dự trữ liên bang đó Bất quá chỉ là một cái, cái ngân hàng nó nằm ở trên Silicon Valley thôi Ở trên Bắc California thôi Chứ nó không ảnh hưởng toàn bộ à, nước Mỹ đâu Hay là kinh tế của nước Mỹ đâu Năm 2008 thì có rồi là tất cả các ngân hàng bị sập thì nó khác Còn bây giờ chỉ một cá nhân của Silicon Valley thôi Mà tôi nói đáng lắm Tôi nói đáng cái ngân hàng này lắm Tại vì cái ngân hàng này Quý vị biết tại sao nó sụp không Nó là cái ngân hàng tài trợ cho những người khởi nghiệp Nhưng những người khởi nghiệp phải theo ý nó Tức là phải thúc đẩy về môi trường với an sinh xã hội Cho nên nó sụp là phải rồi Còn ngân hàng người ta kinh doanh là người ta đặt lợi nhuận Lên trên đầu Người ta đặt cái quyền lợi của lợi nhuận lên trên đầu và người ta đặt cái quyền lợi của giới đầu tư đó là cái nền tư bản bây giờ đi theo xã hội chủ nghĩa sập là phải rồi nha rồi tiếp tục vào wow, vụ ông hoàng bà chúa từ lúc chúng nó tung hô họ đờm vĩnh hưng ngoài ra chúng nó tung hô à, xưng danh đi va đi vô một cách loạn xạ thì tôi nói quý vị là nó đi theo nó ăn bã của cái văn hóa tư bản những đứa trẻ sau này lên đó nó đi theo nó ăn bả của cái văn hóa tư bản ngày xưa có bị thấy người ta đặc biệt danh cho nghệ sĩ không người ta đặt theo cái sở trường và cũng không một nghệ sĩ nào dám dỗ ngực xưng tên mình là ông hoàng bà chúa cả mặc dù khán giả có trao tặng đó nhưng họ không nhận và thứ nhất thứ hai nữa họ chỉ nhận những cái biệt hiệu mà nó liên quan tới cái sở trường của họ thôi đó, quý vị, cả giới nghệ sĩ đều biết Thái Thanh là tiếng hát vượt thời gian. Là bởi vì cái giọng hát của bà được xem là cái giọng hát hàng đầu của Việt Nam từ lúc có tân nhạc tới bây giờ. Thì người ta mới gọi mới gọi bà là tiếng hát vượt thời gian là như vậy. Ngày xưa người ta đặt cái uh, biệt danh cho nghệ sĩ, nó bóng bẩy, nó văn hoa và nó diễn đạt được cái giọng hát đó như thế nào hay là cái diễn xuất hay là cái uh, uh, cái pho, cái phong cách của người đó chứ không có ai mà đi gọi ông hoàng bà chúa cả. Ngay cả ông Tấn Tài đó mà ngày xưa ký giả Ngọc Hoài Phương giữ trang kịch trường chỉ đặt cái tựa là Hoàng đế dĩ nhựa thôi là bị chửi tấp mặt luôn và cái người mà lên tiếng chửi và chỉ trích ông Ngọc Hoài Phương đó chính là ký giả Trần Tấn Quốc. Và kia lúc đó là nhà báo Việt Định Phương đó, ký giả Tờ Trần Tấn Quốc là người đã tạo ra giải thanh tâm đó. Còn à, tờ báo trắng đen của nhà báo Việt Định Phương là giải Kim Khánh. Đó. Họ lên họ chỉ trích ngay. Cuối cùng thì cái bài đó đâu có rút xuống được đâu. Ký giả Ngọc Hoài Phương, đó, bây giờ ông còn sống ở Nam Cali kìa. Năm nay ông tám mấy tuổi rồi. Ông là người giữ trang kịch trường. Và ông là người đặt cái chữ gọi là Hoàng đế Diễn Nhựa đó. Là bị chỉ trích đây. Bởi vì ngày xưa đó, nếu mà nói tới Diễn Nhựa đó, thì đúng à, chú tấn tài có thâu rất là nhiều Nhưng mà nếu mà nói mà nghe bằng âm thanh thôi á Không có coi đó là, là, nghệ, là nữ nghệ sĩ Lệ Thủy Nữ nghệ sĩ Lệ Thủy là trên đài phát thanh với dĩa nhựa là bả là trùm luôn Nếu mà nói về rồi sau đó là Thanh Kim Huệ Cái thế hệ sau của Lệ Thủy là Thanh Kim Huệ đó Mà thâu dĩa nhựa với lại phát trên đài phát thanh đó là gần như dân miền Tây á, ngày nào cũng nghe hết đó ký giả Ngọc Hoài Phương đó chỉ có một cái chữ hoàng đế dĩ nhựa thôi là bị xì nẹt ngay tại chỗ mà quý vị biết ký giả Trần Tấn Quốc là ai ổng là một trong những người tạo ra giải thanh tâm đó và nhà báo Việt Định Phương tôi gọi là tiền bối tại vì anh Thế Phương là ông anh của tôi Thế Phương là con của nhà báo Việt Định Phương đó là tờ báo trắng đen ngày xưa đó là cái giải kim khánh mà quý vị thường nghe đó là người đẻ ra giải kim khánh đó. tại vì ngày xưa họ rất khó về ngôn ngữ Nghe okay. rồi tiếp tục wow lướt vào một số những cái Đọc rồi nha elon musk từ chức giám đốc tesla anh nghĩ lo, lo sợ phanh phui bí mật với trung cộng không nổ chả có gì bí mật cả elon musk là người rất là bạch hóa ổng là người rất bạch hóa, Ông là người rất bạch hóa. Và chính bây giờ đám Trung Cộng đang đe dọa mười mấy ngàn cái satellite của ông kìa Ok là tính Nó nói là satellite của ông gây nguy hiểm cho nó Bây giờ nó tính gửi 13, 14 ngàn cái satellite lên để nó chặn ông đó Chả có gì bí mật cả nha yeah. Sao anh Tuấn Ngọc không đổi bài khác để không phải nghe lời nó buộc à, để à, hát có thể là một phần do do cái à, khán giả muốn anh hát Tại vì thật sự Tuấn Ngọc là người hát bản đó rất hay Tình bơ vơ Tại vì cái giọng tenor của anh Tuấn Ngọc nổi tiếng là cái giọng tenor mà mà cái bản đó chú Lam Phương lại viết theo giọng nhạc trưởng tức là giọng tenor thì có thể là do khán giả yêu cầu thì anh Tuấn Ngọc anh nhận được những cái feedback của khán giả thì anh quyết định hát bài đó nhưng bị đổi lời thì quý vị thấy rõ ràng là gì không phải anh quên không phải anh quên lời nhất là cái chữ Việt Nam làm sao quên được trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi cái chữ việt nam là gốc của ảnh làm sao anh quên được do đó quý vị đây là cái tên mấy cái tên nằm ở trong cái cục kiểm duyệt cấp giấy phép nó ép đó nha yeah. rồi tiếp tục à wow lướt qua một số à nếu như việt nam cộng hòa vẫn còn đến nay hiện có bằng thai quan không chú câu hỏi ngược lại là thai quan có bằng việt nam cộng hòa hay không nếu Việt Nam Cộng Hòa tồn tại tới ngày hôm nay. Lý do? Tại vì Quan là một cái đảo nằm ở ngoài biển. Còn Việt Nam Cộng Hòa là một cái dãy gian sơn, một bên là biển, một bên là rừng núi, lục địa. Lợi thế rất là nhiều. Nên con phải hỏi ngược lại, nếu Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại tới ngày hôm nay, liệu Taiwan và Nam Hàn có bằng Việt Nam Cộng Hòa hay không? Ok. Rồi tiếp tục à nghe bài phân tích chính trị đặc biệt hôm nay hay quá à, rồi cảm ơn các bạn à, chấm lời đang ở mức 7% anh nghĩ nó sẽ hạ trong tháng trong 3 tháng tới không tùy theo quỹ dự trữ liên bang nếu mà cho bên áp lực tiếp thì họ có thể tăng phần lợi nhưng mà hôm rồi thì ông Powell tức là chủ tịch của quỹ dự trữ liên bang đó thì ông nói rằng là có thể ông sẽ không tăng phần lợi trong một tam cá nguyệt kế tiếp thì có nghĩa giúp cho cái phân loại nó đứng lại thôi. Bây giờ cái phân loại mà cái người nào mà có tín dụng tốt là, Tính tín dụng tốt tức là khoảng từ 720 điểm trở lên á thì họ có thể hưởng được cái phân loại là khoảng 6.8. Còn những người nào mà cái cái tín dụng mà dưới 720 điểm á thì 7 chấm mấy lần 7 chấm mấy và có những người lên tới 8 chấm Tùy theo cái tín dụng của quý vị nữa nha. Yeah. Rồi tiếp tục à có lần nghe anh nghe anh nói nghệ sĩ tài linh có cách hát hậu quản rất khác xin cho biết thêm cụ thể hơn thật sự tài linh có cái hơi gió và ngành hồ quảng thì nó bị một cái là nó bị ảnh hưởng kinh kịch của quảng đông và kinh kịch của bắc kinh cho nên là gia đình của minh tơ thường chọn cái người có hơi gió để làm đầu chánh thì thường thường quý vị nghe cái giọng mà cái hơi mà ốc o đó gọi là ốc o đó thì họ chọn theo cái lối đó nhưng mà cái ngành cải lương đó thì nó lại khác ngành cải lương là nó cần nó cần từ tốn nhẹ nhàng thấm vào da vào thịt vào tim của người ta cho nên đó là tài linh thì được chọn là bởi vì tài linh có cái giọng hơi gió và lúc đó thì anh thanh tòng là người chọn thì cái đặc biệt đó thôi tuy nhiên thì cái điều đáng tiếc nhất là tài linh ngay từ lúc đầu được anh thanh tòng huấn luyện và diễn chung với Vũ Linh Cho nên cổ bị đặt vào cái khuôn của Vũ Linh Tuồn thì của anh Thanh Tòng Mà cái khuôn là của Vũ Linh Cổ thoát chưa được Trong khi người nghệ sĩ mà đứng sân khấu đó, cần phải thoát ra Cần phải thoát ra để mình đa dạng hơn Nhưng mà Tài Linh thì giữ cái vị trí đóng khung ở chỗ đó thôi Tuy nhiên thì Tài Linh là một partner gọi là the best của Vũ Linh mà nha rồi tiếp tục à Wow, lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha Ok, ca sĩ hải ngoại về Việt Nam trình diễn Vẫn phải nịnh nọt mới được trình diễn Thái độ xui cò để được hát Cứ theo thao túng tâm lý rồi thường uh, Về phục vụ phụ cho khán giả Chẳng hạn như Hương đang nó no. Quý vị, có hai dạng nghệ sĩ Những người nào mà muốn báo chí nó thổi phòng lăng xê đó Thì thật sự họ không được nhiều tiền hết Tại hát có một hai show à hát có một hai show à, được báo chí thổi phòng lăng xê ở những cái rạp hát lớn thì cái này á, tiền họ các xe họ có thể nhận cao hơn cao hơn nhưng mà cũng không không được bao nhiêu cả so với cái, cái giới thứ hai cái giới thứ hai họ không cần báo chí họ không cần à, có mặt với báo chí và cũng không cần tiếp xúc báo chí luôn họ về vào cái mùa tết và mùa tết như vậy những cái người mà bầu show bên đó, đó họ tổ chức liên tỉnh tức là một đêm hát bốn năm suất từ 3 suất cho tới 6 suất họ lấy tiền xong họ về không cần bầu xô gì hết chạy tới đây hát hai bản xong chạy tới chỗ khác hát hai bản chạy tới chỗ nội hát hai bản xong họ đi về họ đâu cần đâu họ đâu cần phải nịnh nọt đâu họ đâu cần phải nịnh nọt cái chế độ đó đâu bầu xô mướn thì hát thôi bầu xô phải tự lo giấy phép đơn giản thôi có đều là những người mà thích được khoe khoang trên báo được báo chí nhắc nhở rồi mấy cái tên bầu xô mà tổ chức ả rạp thì nó cần cái cái sự lăng xê của báo chí nó thổi lên còn á, cả trăm nghệ sĩ bên hải ngoại nè họ về đó họ đi hát xuyên tỉnh có ai nói gì họ đâu có ai nói gì họ đâu tại vì họ không khoe khoang trên mặt báo họ không muốn tiếp xúc với báo chí lý do Tại tiếp xúc với báo chí đó, tụi nó bẻ lời của họ. Rồi tự nhiên họ về bên Mỹ cái họ bị trouble. Họ về bên Mỹ cái họ bị chửi. Cho nên họ tránh tiếp xúc với báo chí. Họ không muốn tiếp xúc với báo chí. Tại vì nó kiểu nào nó cũng bẻ được hết. Nó là khán giả Việt Nam dễ thương không? Ô, khán giả bên Việt Nam dễ thương lắm. Ngày hôm sau báo nó đăng là nữ ca sĩ Hương Lan chê gà khán giả hải ngoại khen khán giả Việt Nam là chết bà bảo rồi. Đúng chưa? Nó đặt cái tựa đó thôi, là về đây là người ta sẽ chửi chị Hương Đăng ngay. Cho nên những nghệ sĩ họ hiếm khi nào mà họ nhận, à, những nghệ sĩ mà họ kinh nghiệm đó, họ hiếm khi nào mà nhận trả lời báo chí lắm, hay là để cho báo chí phỏng vấn lắm. Tại sao? Nó, nó gán chữ vào miệng người khác. Đó là cái nghề của báo chí trong nước, bởi tôi nói là nó sống bằng nghề tống tiền là như vậy. Ngày hôm qua cái bài tôi nói là đám báo chí trong nước sống bằng nghề tống tiền thiên hạ nó tống tiền nghệ sĩ, nghệ sĩ mở họp báo là phải đưa phong bì cho nó, rồi xong rồi nó viết bài chống tham nhũng nửa mùa để nó tống nó ta nó buộc mấy thằng bí thư phải đưa đất đai cho nó, hay là nó nhắm vô mấy ông thương gia đó, nó chỉ viết một bài hay nó chụp một tấm hình cái nhà cổng ô biệt thự này đẹp quá, biệt phủ này đẹp quá, không biết là của đại gia nào, biết đều đưa tiền cho nó thì không có bài thứ hai. Còn không đưa tiền cho nó thì bài thứ hai tương lên đại gia này là ai? Rồi bộ công an vào cuộc chưa? Còn biết tiền biết biết điều đưa tiền cho nó đó thì nó im. Nó đăng một bài thôi. Đó là lối tống tiền của báo chí trong nước. Nó sống bằng nghề tống tiền. Cho nên quý vị đừng coi nó sống bằng cái chữ nghĩa gì cả. Cho nên chữ nghĩa nó nghèo nàn nha. Rồi tiếp tục. Ok à Ok, anh Phong dự đoán tập đoàn gì ấy, Sunny của Tàu Sang Thái Nguyên xây dựng nhà máy thay thế uh, Samsung khi Samsung cho, cho giờ đi thì nó có quyền nó xây dựng nhà máy nhưng nhà máy nó xuất cảng xong bán ở đâu đừng mong bán bên Mỹ đừng mong bán bên Mỹ tất cả những cái gì mà sản xuất từ ở khu vực đó chưa chắc sản xuất ở Mỹ được thì nó muốn chạy đi đâu nó chạy nó bị nó sợ nó tránh nó tránh bị uh, trừng phạt ở trung quốc thì thay vì chạy qua nước khác nó chạy qua việt nam nhưng mà chạy qua việt nam thì việt nam bây giờ đang bị đánh giá là một quốc gia thao túng tiền tệ và bán phá giá của bộ tài chánh rồi bây giờ thêm cái phần gọi là đội lốt make in việt nam nữa thì còn thổ quyết nữa ok rồi tiếp tục à sầu nữ úc bạch lan thì đó quý vị thấy không người ta gọi những cái tên nó có ai gọi ông hoàng bà chúa đâu người ta đặt những cái biệt danh rất là rất là phù hợp với cái giọng hát và cái diễn xuất của người đó nha phong có hát được cải lương không tôi mà hát cải lương lên đây là bảo đảm khán giả nó in subscribe hết luôn nó chịu không nổi nó in subscribe hết luôn nha em nghĩ tuấn ngọc bị sức ép từ bầu xô không thể trách anh ta em đồng cảm với anh ấy thì bầu xô ai ép nó ai ép nó Ai ép thằng bầu xô Có phải mấy thằng cán bộ đảng viên ép không Mấy thằng cán bộ đảng viên Nằm trong cục kiểm duyệt nó ép không Bầu xô chỉ là cái diện Kẻ cuối cùng là những kẻ Nắm cái quyền sinh sát của giới nghệ sĩ Là đám, đám kiểm duyệt đó Chữ nào nhạy cảm Là nó đục ra liền Cái vị biết tôi làm nghề đồng tiếng mà Tôi có đứa em Nó chủ một cái phòng đồng tiếng trong nước đó Cách đây khoảng mười mấy hai chục năm rồi Mười lăm mười sáu năm rồi Quý vị nó là mua phim Trung Quốc về nó lòng tiếng xong nó bán cho mấy cái đài truyền hình một bữa đẹp trời cái tập phim đó cái bộ phim đó 50 tập 50 tập một tập 45 phút nha quý vị nó đã lo lót tiền cho mấy thằng cán bộ trong cục kiểm duyệt rồi đó vậy mà nó chuyển âm nó lòng tiếng xong hết rồi thằng cán bộ lên một ngày đẹp trời lên nói ê bây giờ người ta chống Trung Quốc nhiều quá mày lên mà đổi cái chữ Trung Quốc thành Trung Hoa hết đi nó muốn khóc luôn 50 tập, mỗi một tập 45 phút bây giờ phải ra từng câu kịch bản để sửa chữ Trung Quốc thành Trung Hoa. Đó quý vị, mấy thằng cục kiểm duyệt đó. Mấy thằng cục kiểm duyệt đó, mấy thằng cán bộ đảng viên nằm trong cục kiểm duyệt đó. Nhiều lắm. Tại vì sao tụi nó sợ mất ghế? Tụi nó sợ mất ghế cho nên đó là nó sợ nhạy cảm một cái là nó chết nó liền. Cho nên cái nào mà nó thấy nhạy cảm một cái là nó đục ra liền. Do đó quý vị Tuấn Ngọc không có quên lời Tuấn Ngọc là thỏa hiệp Thì ảnh có quyền thỏa hiệp không ai cả, cản cản ảnh cả Ảnh đang hát cho cái môi trường trong nước mà Nhưng sự thỏa hiệp này tôi đã nói rồi Ảnh vi phạm trầm trọng cái đạo đức nghệ sĩ Đặc biệt là với một nhạc sĩ đã qua đời Khi ảnh tự ý sửa hai chữ trong bài hát này nha. Yeah. Rồi tiếp tục Ok À OK. Nếu ông hát bài khác vẫn được, sao phải sửa lời? Thì nếu ông hát, ảnh hát bài khác, vẫn vấn đề ở chỗ là tại sao ảnh chọn bài này? Có lẽ là vì khán giả, những người mà mua vé đó, họ muốn ảnh hát bản này live trên sân khấu, thay vì nghe qua dĩa. Có thể vậy thôi. Thì thằng bầu xô nó muốn ảnh hát bản này, nhưng đổi chữ. Rồi tiếp tục Ok à. Tiếng hát của cựu tổng thống Trump lần đầu tiên hát là số 1 Là cái gì đây không hiểu luôn Ông Trump có bao giờ ông hát đâu Ông nói không ông có giọng hát đâu Rồi tiếp tục nè Ok à. Nếu Trung Cộng đánh Taiwan, Nhật Bản à, Có đem binh sĩ đánh thẳng là thầy lục địa Trung Quốc, Trung Nguyên không Không có Nhật Bản chỉ đưa quân bảo vệ cho Đài Loan thôi Còn tấn công vào thêm lục địa của Đài Loan, của Trung Quốc vào các căn cứ quân sự là quyền của Đài Loan. Còn Nhật Bản trên nguyên tắc họ chỉ nói an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của Nhật Bản thôi. Ok, Nhật không có làm chuyện đó. Rồi tiếp tục, ok à. Ok à. Tam ca ba con mèo Thanh Phong Duy Mỹ Phương Đại thì chú Thanh Phong thì bên Pháp, còn à anh Phương Đại thì ảnh bị sốt thì cách đây khoảng 5-6 năm đó, hôm đó là tôi có tôi còn cái nhà hàng đó thì ảnh có ghé thăm Phượng Mai thì ảnh bị sốt thì còn chú Thanh Phong thì ở bên Mỹ mà con gái chú Thanh Phong hình như bây giờ đi hát thì rồi thì phải thì chú Thanh Phong là người dìu dắt Phượng Mai lúc mới qua lúc mà mới đi vượt biên ra nước ngoài và chính thức trở thành ca sĩ tân nhà thì Phượng Mai được hai ba người dìu dắt để được sự xác nhận tại vì quý vị ca sĩ cổ nhạc mà qua tân nhạc khán giả khó chấp nhận lắm rất hiếm những người mà ca sĩ bên cổ nhạc bước qua sân tân nhạc mà được khán giả chấp nhận thì lúc đó là chú thanh phong duy quang phạm duy và à, hùng cường là những người đã giúp dìu dắt phượng mai trên con đường tân nhạc thì bây giờ quý vị thấy những nghệ sĩ cổ nhạc mà bước qua hát tân nhạc thì hương lan phượng mai là hai trường hợp rất hiếm còn những nghệ sĩ ca cải lương khác đó mà hát tân nhạc thì khán giả nghe thì nghe thôi chứ họ không có đồng ý những người đó hát tân nhạc ok rồi tiếp tục ok à ca sĩ miền nam có Duy khánh hùng cường là không để lại tiếng xấu gì chưa chắc nếu mà quý vị hỏi đời sống cá nhân thì rất là nhiều tại vì không có nghệ sĩ nào giữ mình một cách 100% cả nhưng về mặt công chúng thì ít nhất họ có quy tắc Chứ mà nói về đời sống cá nhân thì chúng ta không nói nữa Đời sống cá nhân mỗi người có một đời sống cá nhân Cũng không có ai toàn mỹ cả Cũng không có ai toàn mỹ cả Do đó về mặt công chúng Thì họ không có những cái hành động được xem là Bị công chúng lên án Thì có thể có nhưng mà nếu mà nói đời sống cá nhân thì tôi không nghĩ như vậy Tại vì nghệ sĩ cái đời sống của họ nó có sự phóng khoáng hơn cho nên trong mắt của những người bảo thủ Chưa chắc sự phóng khoáng đó họ chấp nhận Do đó đừng nói Đừng có kết luận sớm như vậy nha Rồi tiếp tục à, Wow lướt qua một số những cái à... Em nói chế độ Việt Nam Cộng Hòa tốt Bạn em nói mày có sống thời đó mà đâu mà biết Em nói là trước mày sống thời ủng hộ không mà biết Mà ca ngợi nó im ra Thì đúng rồi hỏi nó có biết Lenin là có gặp Lenin chưa mà khen Lenin nó em cứ nói như vậy là nói im thôi, ok. Sau chuyện chú Tuấn Ngọc, em hy vọng sẽ không còn ca sĩ hạng ngoại về Việt Nam tháng nữa để bị uh, cộng sản nhồi sọ bắt theo ý uh, họ làm mất danh dự cả đời xây dựng. Thứ nhất là chủ ý của cộng sản. Sau một cái thời đoạn giai đoạn không có những tiếng hát mà được xem là thần tượng và được khán khảo yêu mến đó, thì nó mở cửa cho khán giả hải ngoại về để lắp vào cái lỗ trống này. Đến khi mà nó đào tạo ra được một số à, ca sĩ à, nổi danh sau này Và hát những dòng nhạc của miền Nam rồi đó Thì bây giờ nó đang có chiến dịch là không muốn cho những nghệ sĩ hay hoài về nữa Nhưng nó không nói được Tại vì đã lỡ mở cửa mười mấy hai chục năm nay rồi Đóng lại khó lắm Cho nên bây giờ nó dùng đủ mọi lý do để nó chặn giấy phép Thì cái trường hợp của Tấn Ngọc cũng có thể nằm trong cái trường hợp này Mà trường hợp trước đó là của Chế Linh Trừ phi những nghệ sĩ nào mà ca tụng nó lên tiếng ca tụng chế độ đó thì nó để cho hát tiếp còn những nghệ sĩ nào mà bắt đầu có một cái khoảng cách thì nó sẽ kiếm cớ này cớ kia nó cấp nó cấm giấy phép nó không cấm ở trung ương thì nó cấm ở địa phương thì đó là cái chiến dịch một mặt nó tại vì sao quý vị sau khi mà nó bị chúng tôi phanh phui ra cái trò của cái đám báo chí là nó cái ví, dụ như là nghệ sĩ về mà nói hớ một câu nào đó nó tương thêm mắm thêm muối lên để rồi cái người nghệ sĩ đó khi trở về mỹ là bị cộng đồng bên mỹ chống đối cháy đẩy người đó về phía cộng sản luôn đó là cái giai đoạn trước còn cái giai đoạn này nó nghĩ rằng là ô đàm vĩnh hưng lệ quyên trấn thành là trường giang việt hương đã đủ đã đủ bản lãnh gọi là khống chế được đám đông trong nước rồi không cần cái đám ca sĩ hải ngoại nữa thì đây là lúc mà nó bắt đầu nó thay đổi chiến thuật có nghĩa là những nghệ sĩ lớn tuổi và những nghệ sĩ nổi tiếng đó ở hải ngoại đó dần dần nó cho phép out bằng cách này hay cách khác tại vì nó nghĩ rằng cái đám trẻ bây giờ cái đám nhỏ nhỏ ở trong nước bây giờ là có thể thay thế và chinh và giữ được đám đông cho tụi nó rồi giữ được đám đông cho tụi nó rồi nó không cần hải ngoại nữa có thể đó là cái đây là cái chiến lược mà cộng sản đang làm và một mặt khác nó vẫn thọc gậy nó vẫn để cho nghệ sĩ về trình diễn xong rồi nó tạo ra một hai cái scandal để cho hải ngoại chốc hải ngoại chửi làm cho cái người nghệ sĩ đó phản ứng tương tự như trường hợp của bố phạm duy bố phạm duy ổng trở về năm 2002 nghìn là quý vị biết tại sao không là cái đám báo chí thổ tả bên đây làm cho ông nổi giận. Và ông giận luôn nguyên cái cộng đồng bên đây. Chính là cái đám báo chí thổ tả đó. Từ tờ người Việt, tới tờ, tờ Việt Báo cho tới Đài Lý đồ Sài Gòn ra vô. Cho nên ông mới nổi giận, ông bỏ về Việt Nam luôn. Nhưng mà chính sau này, tôi cũng có nói với anh Duy Minh, tôi nói bố giận không đúng. Giận cái đám thổ tả này, nhưng đâu có thể nào giận cả cộng đồng và cả cái khối người Việt đã đi chung với bố từ ở năm 1975 ra tới hải ngoại. Tôi có nói với anh ấy. Thì quý vị, cái mục đích của Cộng sản nó chỉ cần là nó khơi một cái gì đó ra để chúng ta xúm vào chúng ta chửi rồi cuối cùng chúng ta đẩy người đó về phía Cộng sản. Đẩy người đó về phía Cộng sản nó làm cho người nghệ sĩ không còn lối đi. Một là phải về bên đó ca ngợi Cộng sản để được trình diễn. Còn hai là ở bên đây coi như là giải, ta, giải ngại luôn khỏi hát nữa Mục đích của tụi nó thâm độc như vậy Cho nên nhiều người đó Tôi biết quý vị bực bội về anh Tuấn Ngọc Nhưng mà tôi đã nói quý vị tôi không có Tôi không có đã Chửi anh Tuấn Ngọc Tôi không chủ trương đẩy người của mình về phía cộng sản Có điều tôi nói quý vị về Việt Nam trình diễn quý vị tự thách cái risk Tức là quý vị tự chọn con đường phong hiểm quý vị tự chọn con đường phong hiểm đó. Được quý vị hưởng, mất quý vị chịu. Tại vì người ở hải ngoại sẽ không binh vực quý vị. Không binh vực có nghĩa là tôi chống ảnh. Tôi không binh vực cho ảnh đâu. Nhưng mà tự chọn con đường đó thì đáng chịu. Tôi không chủ trương đẩy người của mình dùng lời lời nói của tôi chửi bới trừ khi cái người đó có những cái ngôn ngữ gây tổn thương cho người Việt bên đây như là Quang Minh thì tôi tôi lên tiếng nè tôi lên tiếng này còn nếu như họ không có những ngôn ngữ gây tổn thương cho bên đây thì họ muốn đi làm làm gì họ làm có điều là ở bên đây lương thì cao hơn và ở bên đây khán giả trung thủy hơn họ không chọn họ chọn cái khối khán giả trẻ và thậm chí là có nhiều đứa bị mất dạy ở trong Việt Nam thì họ đáng chịu họ được cái số đông hơn nhưng mà risky nhiều hơn Do chính họ chọn thôi Do đó tôi không có chủ trương đẩy người của mình về phía Cộng sản Xảy ra bất cứ một cái biến cố nào Tôi cũng tình bình tĩnh tôi phân tích Chứ tôi không vội vàng chửi Đó là cái sự khác biệt đó quý vị Và anh Tuấn Ngọc Anh chọn cái thị trường bên Việt Nam Thì anh phải chấp nhận cái sự phong hiểm bên đó Và mai này còn được khác tiếp hay không Được những khán giả bên đó ủng hộ hay không Là chuyện mai này nhưng trước mắt tôi thấy ảnh đã thiệt hại rồi. Số tiền ảnh nhận cho cái show đó tôi không biết được bao nhiêu. Nhưng ảnh trả giá rất đắt. Tên tuổi xây dựng cả một đời. Cháy chỉ trong một đêm thôi. Nha. Rồi tiếp tục. à Wow. Lướt vào một số những cái đã đọc rồi nha. Các bạn vào đây khá nhiều. À. Hàng điện tử chuyên về âm thanh của Trung Quốc nhập Việt Nam nhiều nhất Còn hàng Mỹ không thấy về anh toàn là hàng cũ không thôi Tại vì nó quánh thuế quá cao Còn nó chăm trước thuế cho hàng của Trung Quốc Và hàng Trung Quốc vừa giá vừa rẻ thuế vừa rẻ nữa Thì mua mua xài thời gian dục Trung Quốc chuyên gia là chơi những cái trò mà xài 3 tháng rồi dục đó Nó ăn cắp những cái trò bất lương của một số thương gia bên Mỹ bây giờ nó trở thành một cái thước nó trở thành một cái quy tắc ở tại toàn Trung Quốc tại ngày xưa quý vị các thương gia ở Mỹ họ cũng có một vài người bất lương họ sản xuất một món hàng á cứ bị dùng 3 tháng tới 6 tháng thôi sau đó quý vị phải bỏ mua cái món hàng mới thì cái món đó nó rẻ hơn chút thay vì một cái món hàng được bảo đảm 5, 5 năm 10 năm thì trong vòng dưới một năm là nó hư rồi thì sau này á là cái cục mà kiểm soát về quyền lợi của người tiêu thụ đó họ đóng đinh mấy cái công ty này thì cái văn hóa này đó quý vị nó chạy qua trung quốc bây giờ nó trở thành cái quy tắc làm ăn của trung quốc là phải cho người ta mua đi mua lại nhiều lần chứ mua một lần xài 5 năm bán con lần à do đó trung quốc chơi cái 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 trò này tức là sản xuất món đồ giá rẻ không có phẩm chất dùng được vài tháng dục bỏ rồi lại đi mua tiếp Tôi nói là cái đó là cái nghệ thuật làm ăn bất lương ngày xưa của một số thương gia Mỹ đó. Bây giờ bị đóng đinh hết rồi. 30 năm nay, 40 năm nay bị đóng đinh hết rồi. Thì bây giờ họ đem cái văn hóa đó qua Trung Quốc. Bây giờ nó trở thành cái quy tắc thị trường của Trung Quốc luôn. Do đó, quý vị thấy đồ ở Việt Nam dùng nhiều đồ Trung Quốc là như vậy. nha Rồi, tiếp tục. À tôi vừa đọc hết chương trình đặc biệt của phong đồng ý 100% phân tích thời sự à, thật sự hoàn cảnh à, cái giới trẻ hiểu được và kinh nghiệm để hiểu được những cái co rõ những gì cộng sản lừa dối ở đây tôi không phải nói cộng sản lừa dối mà ở đây cái đám trẻ nó không biết là cái kiến thức về nghệ thuật nó quá thấp nó cứ nghĩ đó là đỉnh rồi đó là cao nhất rồi là bởi vì nó không có tiếp cận được với lại cái văn hóa trước đó cho nên nó thấy rằng là Ví dụ như là ông Vũ Linh mà ông diễn, ông trợn bắt lên, ông lưng một cái là nó khen quá tuyệt vời. Nhưng mà đảo nhãn đó thì không ai qua được bủ truyện Phượng Mai. Nó gọi là nghệ thuật đảo nhãn đó. Tôi nói thẳng luôn, mặc dù tôi không có khen vợ tôi. Nhưng mà có những cái nghệ thuật đó tụi nhỏ nó không biết. Rồi cái nghệ thuật mà ngay cả bây giờ đó, cái nghệ thuật phản xuyến đó, cả một nước Việt Nam bây giờ đó, là các thế hệ mà đóng vai phản xuyến đó Phùng Há, Phượng Mai và bây giờ thế hệ mới nhất là cô bé Tú Sương đó Mà quý vị cũng nhiều khi mấy quý vị cũng không biết chữ phản xuyến là gì nữa Phản xuyến tức là giai là diễn viên nữ hay là là một nữ nghệ sĩ mà đóng vai nam giới Mà đóng vai nam giới người ta nhìn không thấy chất đàn bà ở trong đó Thì trong nghề hồ quản nó gọi là phản xuyến Tức là đóng vai đàn ông đó mà ra người ta ở dưới sân khấu người ta nhìn lên á người ta không cảm giác đó là một phụ nữ thì rất hiếm những nghệ sĩ ở trong cái làng hồ quảng hay cải lương đó, mà đóng được cái phản xuyên lắm thì có những cái sở trường đó chưa chắc tụi nhỏ nó đã biết được do đó nó cứ thấy nói một câu đối thoại triết lý là nó khen người này diễn hay Một câu đối thoại nào đó có triết lý hét lên một tiếng thôi. Là nó khen người này diễn hay. Bởi vì nó thấm câu đối thoại đó nhưng nó không nhìn cái nét diễn, cái bối cảnh và cái cách diễn có đúng chưa. Nó không biết phân tích. Nó không biết phân tích. Chính vì vậy tôi mới nói là cái ý của tôi muốn nói là cái kiến thức nghệ thuật ở trong nước bây giờ nó xuống thấp tới tận bụng là như vậy. Bởi vì cái hệ thống giáo dục đó nó không mang lại những kiến thức này cho mấy đứa nhỏ Nó chỉ là một cái hệ thống tẩy não Và tuyên truyền tô hồng cho chế độ cai trị Cho nên tụi nhỏ sau này lớn lên không biết gì hết Không biết gì hết Không có cái kiến thức để, để mà đối chiếu Để biết được tại sao người đó nổi tiếng Thì đó là cái mà tôi nói với quý vị Có nhiều cái họ không biết Hôm trước tôi nhắc anh Bủ Truyện đó là bởi vì cái nghệ thuật vuốt lông trĩ của ảnh á ba mươi mấy bốn chục thế cỡ như phượng mai á mà chôm của ảnh cũng được mười mấy thế là hết cỡ rồi chiêu lông rồi này nọ thôi còn anh bổ truyện là ảnh lòn từ trên xuống dưới ảnh là ảnh điều khiển cái lông công cái lông trĩ đó giống như đồ chơi vậy đó mà không có bị gãy tại vì nó rất là nhạy cái 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 xương lông trĩ nó rất là nhạy nhích một chút xíu mạnh tay chút xíu là nó gãy bụp liền à mà ảnh điều khiển giống như đồ chơi vậy đó trong làng hồ quảng không có ai qua được bổ truyện cái chuyện này hết mỗi người có một cái sở trường riêng nên không có ai là ông hoàng bà chúa cả bởi vậy ngày xưa người ta đặt là người ta đặt cái biệt danh cho nghệ sĩ theo sở trường còn cái đám báo chí trong nước nó dốt nát chữ nghĩa nó chữ nghĩa nó nhỏ nó không đủ cho nên nó cứ đem chữ ông hoàng bà chúa thánh nữ rồi cái gì đó nó, nó phong cho xong thôi tại vì nó dốt nát chữ nghĩa rồi cái đám nhỏ trong nước bị tụi nó sỏ mũi cứ chạy theo những cái chữ đó Mà không biết mình đang chạy theo sự dốt nát Cái mục đích của tôi là cho tụi nhỏ nó tỉnh lại chút xíu thôi nha Rồi tiếp tục Wow à... à... Ok Hương Lan hát nhạc rất hay vọng cổ cũng được Thì tôi đã nói rồi những nghệ sĩ cổ nhạc mà bước qua tân nhạc Khó được khán giả chấp thuận lắm phải được khán giả ngược lại cái người mà từ Tân Nhạc bước qua Cổ Nhạc lại thành danh mà nổi tiếng luôn là Hùng Cường đó. Hùng Cường là người bước ngược sân đó. Ông nổi danh đó, đóng phim thì ông đóng với Thanh Nga Hát Tân Nhạc, ông hát với Mai Lại Quyền Rồi à, sân Cải Lương thì ông đóng với Bạch Tuyết, Phượng Liên Mà sân nào ông cũng xuất sắc hết luôn Thì quý vị, đa tài như Hùng Cường, lân danh như Hùng Cường mà không ai dám gọi ổng là ông hoàng, ổng là vua sân khấu, phim ổng đóng mấy cuốn phim đóng với Thanh Nga không, rồi đi hát tân nhạc Mai Lệ Quyền. đi hát cải lương Bạch Tuyết với lại cô Phượng Liên, ổng là người gọi là đa tài như vậy đó, mà ngoài đời ổng lại là võ sư nữa, thì quý vị nghĩ đi đó là những tiền bối phải, phải tụi nhỏ nó không biết gì hết mình cố gắng đưa những cái tin tức để tụi nó tìm hiểu nha sở dĩ quý vị tụi nhỏ không biết là gì bản thân của bố Hồng cường ổng là người chống cộng quyết liệt cho tới giờ phút cuối cùng cho nên cộng sản nó cũng muốn nhắc tới ổng nó muốn nó có thể nhắc tới quang bình con của ổng nó có thể nhắc tới đạo diễn trần à, gì à, à, quang đại là con của nghệ sĩ Hùng Cường Nhưng nó ít nhắc tới Hùng Cường lắm Tại Hùng Cường là người chống cộng sản Chống cho tới hơi thở cuối cùng luôn Nha Rồi tiếp tục à... Nghệ sĩ Minh Phụng hình như không hát sau năm 1975 không anh Nó no, ảnh cũng có hát nhưng mà rồi thì Sau này thì tôi không biết Nhưng mà cái lần cuối cùng tôi gặp ảnh bên Mỹ là lúc ảnh qua Mỹ cách đây khoảng mười mấy hai chục năm rồi năm 2002 hai mấy năm rồi đó lần cuối cùng tôi gặp anh Nam Minh Phụng lúc đó Hoàng Biển Tình dẫn tới đài phát thanh của tôi mà cái này tôi kể cho quý vị nghe vui lắm ảnh qua tới Mỹ ảnh đi chơi á thì ảnh lên đài phát thanh tôi á thì hôm đó ảnh bị cảm tại vì cái thời tiết của Việt Nam với của Mỹ nó nó, nó thay đổi và ảnh chưa thích hợp ảnh bị cảm thì khi lên đài phát thanh á thì ảnh là dân giọng mũi nó bị cảm nên hát cái giọng mũi luôn khán giả ngoài nó trời ơi, mấy chục năm không nghe minh phụng hát nghe lại y chang giống như ngày xưa mà bữa đó thật sự anh năm minh phụng là bị gì bị cảm hát giọng mũi mà thật sự bên kim trung thì minh phụng minh dương hay là cậu hai minh cảnh là hát bằng cái giọng mũi không thì khán giả lại khen thì đó là 20 năm trước rồi 20 năm 2002 rồi nha yeah. rồi tiếp tục à Nhạc trẻ sau 75 nghe vài lần rồi chán, nhạc trữ tình và ca sĩ người nghe không cần tuổi, càng nghe càng hay bởi vì những tác phẩm đó nó là cái thời đại sáng tác rực rỡ nhất của miền Nam từ năm 1950 thập niên 50 cho tới giữa thập niên 70. Cái giai đoạn đó là rực rỡ nhất của cái à, à, sinh hoạt về văn hóa, văn học nghệ thuật của Việt của, của, của miền Nam. Giai đoạn đó là giai đoạn sáng tác rực rỡ nhất, nhiều tác phẩm nhất nha. Yeah. Rồi tiếp tục à, Đám trẻ văn nghệ Việt Nam không có chiều sâu nền văn hóa biểu tượng cho Việt Nam Bởi vì cái hệ thống giáo dục Tôi nói quý vị Cái hệ thống giáo dục của nó Là như vậy Nó chủ yếu là tuyên truyền tẩy não Thì làm sao đứa, mấy đứa trẻ biết được Ngay cả cái kẻ được gọi là cô giáo của mấy đứa trẻ Ở trong nước đó mà tới giờ này nó tự lực văn đoàn là một đoàn cải lương kiến thức không có tới mức như vậy đó quý vị tự lực văn đoàn là một đoàn cải lương quý vị nghe có muốn chết người không nhà mà trong khi tự lực văn đoàn là nằm ngoài bắc á lúc lập ra tự lực văn đoàn là ngoài bắc đó khái hưng bị cộng sản giết năm 1946 nhất linh chạy vào miền nam mà nói tự lực văn đoàn là một đoàn cải lương là quý vị biết rồi đó rồi tiếp tục ok à wow Bụi truyện em có xem ngoài sân khấu rất hay thì ảnh có rất là nhiều biệt tài nha người bắc có hát cải lương nhưng người miền nam không thích việc chưa đạt chưa chắc có luôn cả người bắc hát hậu quảng luôn tôi nhắc cho quý vị nhớ mẹ của ái vân là ái liên là nghệ sĩ cải lương thứ hai là cô bích thuận ở bên pháp đó là người chuyên hát cải lương và hậu quảng chuyên gia đóng à, lữ bố đó và cái người mà được xem là hát cải lương giọng bắc chính là bà kim trung đó bà kim trung là người người bắc đó và là cô đào chánh hát giọng bắc mà hát cải lương đó chưa chắc mẹ ruột của ái vân đó ái liên đó ngày xưa là nghệ sĩ cải lương đó do đó đừng nghĩ là người bắc không hát được rồi sau này bố hùng cường thì những người đó là những người bắt bà, bà bà kim trung cách đây mất mấy năm rồi là người bắt đó rồi cái người mà phượng mai nhắc tới cô hai cố đô đó là bạn thân bà kim trung đó là mê cải lương và mê hồ quảng vô cùng và là người bắt luôn cái người mà tạo ra cả mấy trăm cuốn video sau này mà có bị coi trên uh, uh, video phát hành đó là của cô hai cố đô đó. cổ hợp tác với lại phượng hoàng paris để phát hành đó cổ là người quốc tịch pháp mà rất nhiều người bắt đừng nghĩ như vậy nha rồi tiếp tục wow à ok bị cấm hát nhưng tại sao phải hát tại sao phải tỏa hiệp đơn giản thôi lỡ nhận tiền hợp đồng đỡ ký hợp đồng thì chịu thôi thì bây giờ tôi đã nói quý vị rồi vấn đề ở chỗ trước khi nhận lời hát là phải hỏi trước cứ thấy mời xô là nhận lời Đến lúc mà gặp trở ngại thì không biết đường đỡ Do đó Nhiều nghệ sĩ về Việt Nam dễ bị tình trạng này Là gặp bộ show nó mời là nhận lời thôi Có show hát là nhận lời thôi Mà không hỏi tìm hiểu trước show đó là show gì Mình được hát những bản gì Và những bản nào ra sao Không hề tìm hiểu trước Cái đó là cái thói quen bản tánh của nghệ sĩ mà Cho nên nhiều người bị Mixtech là như vậy đó Còn quý vị là dân làm ăn Quý vị là dân công chức thì quý vị cái gì quý vị cũng tìm hiểu kỹ còn nghệ sĩ cái đời sống của họ rất là rất là phóng phóng khoáng và rất là mong lung cho nhiều khi họ không có giỏi về những cái thủ tục hành chánh này đây là thủ tục hành chánh mà nghệ sĩ Việt Nam thì lại không có cái thói quen mướn một người manager quản lý cho mình sau này bên Việt Nam mấy người Việt cộng nó có cái trò đó cho mấy đứa nghệ sĩ đó còn nghệ sĩ lớn tuổi ở miền Nam đó họ tự lo hết họ không có mướn cái người quản lý cho họ Tại vì mướn người quản lý là họ quản lý tất cả hành chánh Thì những nghệ sĩ trước 75 lại không có cái 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 văn hóa này Họ chưa có biết Cái thời đó phát triển Chưa có Một cái nó chưa hình thành Một cái nghề quản lý nó thẳng ra luôn ở Việt Nam chưa có Cái thời năm trước 75 chưa có hình thành một cái nghề gọi là quản lý Tức là bây giờ mình gọi là agency đó Thì quý vị do đó Tất cả nghệ sĩ Việt Nam đều tự mình điều với bầu show hết mà chính vì vậy họ lại đâu có biết gì đâu có mỗi xô họ mời nhận lời thôi họ làm việc theo cái cảm tính của một nghệ sĩ còn khi nào sau này qua mỹ thì bắt đầu qua mỹ à, tiếp thu cái hội nhập vào cái văn hóa của mỹ rồi đó người ta mới thấy được có thêm cái nghề đó là cái nghề agency là không phải nghệ sĩ nhưng mà quản lý cho nghệ sĩ quản lý hình ảnh quản lý giọng nói quản lý về những cái show hát và ký hợp đồng nhưng mà nghệ sĩ việt nam họ quen mấy chục năm bên việt nam rồi qua đến đây cái họ cũng theo cái thói quen đó họ không có một cái người quản lý để mà giúp cho họ giải quyết những cái này để họ chỉ tập trung hát thôi đó là một cái tôi nói là nó từ trong việt nam ra ngoài này là như vậy nha yeah. rồi tiếp tục wow à Cái gì Minh Phụng hát sau 75 có vợ tấm cám thiếu phụ Nam Sương đoàn văn công thành phố Thì tôi không biết là sau năm 75 thì nhiều nghệ sĩ ít được hát ở thành phố lắm Đa số họ phải chạy đi tỉnh bởi vì họ bị cấm cửa ở thành phố Nhất là cái giai đoạn từ 75 tới 85 nha yeah. Không có ngày 30 tháng 4 thì nghệ thuật Việt Nam Cộng Hòa phát triển tới như thế nào trời Nghệ sĩ có giỏi đa tài không thôi thì tôi nói quý vị cứ nhìn vào cái lượng sáng tác của giai đoạn 60, 70 và 50 là quý vị thấy rồi đó, đó. Và tất cả những cái tuồng tích nổi tiếng đều từ đó ra. Tất cả những bản nhạc ngày hôm nay quý vị hát trên karaoke đều từ cái giai đoạn đó mà ra. Đều từ giai đoạn đó mà ra. Và tôi nói quý vị những bài thơ nổi tiếng cũng từ giai đoạn đó mà ra luôn. Nhưng mà cái năm 75 nó trận đứng hết. Nó bất tử hết tất cả mọi thứ Nó bất tử hết tất cả mọi thứ Những gì quý vị đang thấy bây giờ ở Việt Nam Nó chỉ lặp lại bằng một phần trăm của trước năm 1975 thôi Mà cũng không nổi nữa Một phần trăm cũng không được nữa. Tại vì ngày xưa người ta Cái văn hóa người ta khác chứ bây giờ Nha yeah. Rồi tiếp tục À, Chú Phong diễn giải sơ qua về nữ tướng Bùi Thị Xuân được không chú? Từ khi biết chú... Thật sự, bà và và người phu quân của bà là Trần Quang Diệu. Là hai vị tướng tài của Nguyễn Huệ. Nhưng mà cuối cùng thì bà cũng không cứu được cái triều đại của Vua Quang Trung sau khi Vua Quang Trung qua đời. Thì lúc đó con Nguyễn Huệ còn quá nhỏ, mới 8 tuổi thôi. Thì cuối cùng thì bà đã bị Gia Long Nguyễn Ánh bắt. Nhưng bà là một trong những nữ tướng rất hiếm hồi của Nguyễn Huệ bà giỏi và người chồng cũng giỏi nữa nha rồi tiếp tục à wow úc trà ôn được mệnh danh là đệ nhất danh ca miền nam cho tới giờ phút này còn ai nhớ tới cái vai của ông nổi tiếng không cái vai mà tất cả người từ trẻ từ già tới trẻ đều biết hết Nghiêu sò ốc hến cái bị nói cho nói cho tôi nghe đi ai đóng trùm sò qua được úc trà ôn sau này có giang châu nhưng mà út trà ôn cái giọng của ổng là coi như là vô địch luôn ổng mà đóng vai trùm sò rồi thì không ai bằng ổng hết, hết. các <laughs> vị đúng không? nhưng mà sau này thì có giang châu nhưng mà người ta vẫn nói út trà ôn là số 1. hay là nghệ sĩ hữu phước nghệ sĩ hữu phước khi mà đóng cái thằng gù nhà thờ đức bà đó thì các vị hay là ổng đóng vai tư kiên đó là coi như là không ai qua được hữu phước cái giai thư kiên cả đó là những cái mà cho quý vị thấy rõ mỗi một nghệ sĩ có một chỗ đứng rất vững chắc nhưng cũng không phải là ông hoàng bà chúa cho quý vị thấy đó bây giờ mà bây giờ mà quý vị nhớ tới cái giai trùm sọ của út trà ôn đi tới bây giờ tôi nghĩ tới mà tôi còn cười đó nói cái giọng eo éo eo éo, eo 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 của ổng á với lại cái đôi guốc mỏng kẹp trên nách đó làm tới bây giờ mình nhìn thấy cái hình ảnh đó không là mình thấy cười rồi Đúng không Rồi tiếp tục à Thậm chí nó còn bắt ca sĩ nghệ sĩ miền Nam hát nhạc đỏ Ok Rồi à Wow Người Palestine sống ở Hà Nội đặt câu hỏi cho giới trẻ Hà Nội Ai là người đặt tên nước Việt Nam tất cả đều nói là bác Hù <laughs> Đặt tên một số khác không biết kính kính kinh, khu... kinh khu... Thì các bạn thấy chưa tới giờ nó vẫn còn đầu độc nó vẫn còn đầu độc mấy đứa nhỏ là hồ chí minh đặt tên nước việt nam cái tên đó nếu mà nói đúng là gia long nhưng mà nếu mà nói chính xác là càng long tại vì sao tôi đã từng giải thích rất nhiều lần lúc mà gia long nguyễn ánh thống nhất giang sơn ổng vẫn đi theo cái khuynh hướng của nguyễn huệ nguyễn huệ trước đó là muốn cưới em gái của càng long để lấy của hồi môn là hai đất quảng đông và quảng tây tức là đông việt và tây việt đem về cho lãnh thổ Việt Nam tại cái đó là của Việt Nam nhưng giữa đường thì ổng chết khi Gia Long thống nhất toàn bộ quốc gia thì ổng gửi chiếu sinh sắc phong với Càng Long ổng đặt tên nước là Nam Việt là để được trùng với hai đất Quảng Đông Quảng Tây lúc đó tên là Đông Việt và Tây Việt để tạo một cái căn bản sau này mình đổi lại hai đất đó nhưng Càng Long nó hiểu ý nó biết được cái ý của Gia Long cho nên nó cố tình đổi hai chữ Nam Việt thành Việt Nam Ai cũng biết cái chữ đó hết và người học sử đều biết hết bây giờ nó ngồi nó nói tầm bậy tầm bạ là hồ chí minh đặt hồ chí minh nào đặt tên việt nam còn cái đám, đám pháp ngày xưa nó không muốn gọi cái tên nước mình là việt nam mà nó gọi là gì quý vị nó gọi là an nam là lúc đó nó cai quản 6 tỉnh miền nam không biết lịch sử mà nó bị tẩy não tới mức như vậy thì quý vị biết rồi đó đây là cái tôi nói là cái tẩy não giả mang của cộng sản là như vậy. Nha. Rồi, cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.